Sáng ngày 15 tháng 1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước đến dự phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội bất thường thứ năm. Đến tham dự kỳ họp có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Tham dự kỳ họp còn có các lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng và nhà nước. Phát biểu tại phiên khai mạc, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết Kỳ họp bất thường lần thứ 5 xem xét 4 nội dung bao gồm dự thảo luật đất đai sửa đổi, dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, dự thảo nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân hàng trung ương giai đoạn 2021-2025, theo chương trình, sáng ngày 15 tháng 1, sau khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Sau đó, đại biểu thảo luận ở hội trường về một số nội dung mới hoặc còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật. Chiều cùng ngày, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Theo dự kiến chương trình, ngày 18 tháng 1 Quốc hội sẽ thông qua dự thảo luật đất đai sửa đổi, dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi.